Nếu bạn chưa bao giờ đọc về các loại ánh sáng ở video, có lẽ bạn chưa thể hiểu rõ điều này sẽ giúp cải thiện video của bạn như thế nào. Thậm chí bạn có thể cảm thấy như nó sẽ quá phức tạp đối với bạn. Đừng lo, tất cả đều cực kỳ đơn giản và dễ dàng bởi có iCamera ở đây để giúp bạn hiểu tại sao bạn cần ánh sáng, bạn muốn làm gì với nó và làm thế nào để tối ưu hóa tác dụng của nó. Tại sao ánh sáng kém là lý do chính khiến video của bạn trông thật tệ? Một trong những lý do chính làm giảm chất lượng video của bạn mặc dù đã đặt nó thành 1080p là thiếu ánh sáng. Một chiếc máy ảnh gần như là một cỗ máy giúp tiết kiệm ánh sáng mà nó nhận được tại một thời điểm chính xác. Và để làm như vậy, nó cần phải đủ sáng để cảm biến có thể chụp được nó. Cảm biến máy ảnh có mức độ nhạy cảm khác nhau với ánh sáng. Độ nhạy ISO càng cao thì hình ảnh sẽ càng tệ. Khi máy ảnh không nhận đủ ánh sáng, nó sẽ tăng độ nhạy với ánh sáng để có thể ghi lại khoảnh khắc, từ đó ảnh hưởng đến hình ảnh thu được. Vì thế, đủ ánh sáng giúp máy ảnh của bạn có thể sử dụng độ nhạy thấp nhất có thể và hình ảnh trung thực. Mặc dù mọi thứ có thể trông đủ sáng đối với bạn, hãy nhớ rằng máy ảnh cần nhiều ánh sáng hơn bạn để nhìn và ghi lại mọi thứ thật tốt. Đó là lý do tại sao bạn nên tăng số lượng nguồn chiếu sáng bằng cách sử dụng nhiều cửa sổ hoặc bằng giải pháp dễ dàng và đáng tin cậy hơn, đó là sở hữu bộ đèn chiếu sáng quay phim. Các loại ánh sáng cho YouTube. Ánh sáng tự nhiên. Có thể nói ánh sáng tự nhiên là loại ánh sáng đẹp nhất cho YouTube, nhưng nó ngẫu nhiên và khó đạt được kết quả tốt nếu bạn tự ghi hình một mình. Tuy nhiên, bạn cần tìm đúng nơi có ánh sáng và phải đảm bảo rằng trời sẽ không mưa hoặc sẫm màu hơn bình thường. Vấn đề nữa là ánh sáng của các video sẽ trông hơi khác nhau và tất cả sẽ phụ thuộc vào cường độ ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng nhân tạo thường đạt được với bóng đèn, chân đế và bộ điều chỉnh ánh sáng. Mục tiêu của việc sử dụng nó là để đạt được một loại ánh sáng tự nhiên trong một thiết lập có kiểm soát. Bằng cách này, bạn luôn có thể đạt được mức độ ánh sáng mà bạn muốn mà không cần phải tìm thời điểm và dựa vào chất lượng ánh sáng có sẵn. Bạn cũng cần một bộ điều chỉnh để làm cho ánh sáng nhân tạo trông tự nhiên và một số kiến thức cơ bản về những gì trông đẹp và những gì thì không. Các loại ánh sáng nhân tạo. Đèn LED. Giao diện tốt nhất bạn có thể nhận được cho các video YouTube của mình đạt được bằng cách sử dụng đèn LED làm đẹp ánh sáng chính. Khi kết hợp đèn LED với một bộ khuếch tán lớn, bạn sẽ có được một bóng mềm tuyệt đẹp trông tự nhiên như bức ảnh dưới đây. Tin xấu là một chiếc đèn LED mạnh không hề có giá rẻ, nên bạn có thể bỏ qua điều này nếu bạn không có ngân sách. Nhưng thật sự, loại hình tốt nhất bạn có thể đạt được là thông qua một loại đèn LED tốt. Có một ánh sáng thực sự phổ biến đối với YouTuber, đó là Aputure 120D. Tuy nhiên, iCamera thấy rằng nó quá đắt để chỉ sử dụng cho YouTube. Vì vậy, chúng ta có thể tìm hiểu một lựa chọn tốt hơn trên thị trường với giá cả phải chăng hơn nhiều, đó là Godox SL60W. Dù hắt sáng. So với những dụng cụ khác, dù hắt sáng dễ mang theo, đơn giản và dễ sử dụng nhất. Khi bạn sử dụng chúng, ánh sáng lan tỏa xung quanh một cách tự nhiên so với sử dụng hộp mềm. Do đó, bạn không cần kiểm soát nhiều mà vẫn có được ánh sáng đẹp tự nhiên. Lồng tản sáng. Loại phổ biến nhất là hình chữ nhật, bắt chước ánh sáng phát ra từ cửa sổ. Nó đòi hỏi bạn phải kiểm soát nhiều hơn ô, do đó nó linh hoạt hơn và bạn có thể đạt được giao diện cụ thể mà bạn muốn. Để sử dụng hộp mềm không hề phức tạp, bạn chỉ cần đặt bóng đèn vào bên trong hộp và hướng phần màu trắng vào đối tượng cần chiếu sáng. Một cách khởi đầu tốt là theo phương pháp chiếu sáng 3 điểm điển hình mà iCamera sẽ giải thích cho bạn ở phía sau. Đèn vòng là một loại ánh sáng nhân tạo rất khác so với thiết lập ánh sáng truyền thống, và đây cũng là lựa chọn phù hợp nếu bạn có ngân sách eo hẹp. Ánh sáng của đèn vòng cũng rất mạnh, đến nỗi bạn có thể không chịu được nếu chúng trực tiếp chỉ vào bạn. Về cơ bản, nó bao gồm một bóng đèn hình chiếc nhẫn, tạo ra một ánh sáng đều xung quanh khuôn mặt của bạn và không phải sử dụng nhiều nguồn sáng. Vì vậy, nó đem lại ánh sáng chân thực và làm cho khuôn mặt của bạn trông thực sự tươi sáng. Vì vậy, loại đèn này hoàn hảo cho các beauty vlogger, nhưng chúng có thể trông không tự nhiên so với việc sử dụng một thiết lập ánh sáng thông thường. Đèn vòng được cho là khá tiện lợi vì bạn có thể đặt máy ảnh của mình ở giữa vòng, do đó nó cũng đóng vai trò là giá đỡ cho máy ảnh của bạn. Để đạt được một hình ảnh tốt nhất, bạn nên luôn luôn đặt đèn trước mặt đối tượng cần chiếu sáng. Vậy, dù hắt sáng với lồng tản sáng với đèn vòng, cái nào là phù hợp nhất với video YouTube của bạn? Dù hắt sáng thì rất đơn giản khi sử dụng và bạn chỉ cần kiến thức cơ bản để làm cho chúng hoạt động. Lồng tản sáng có thể giúp bạn đạt được một cái nhìn độc đáo và chuyên nghiệp hơn, nhưng bạn sẽ cần rất nhiều thử nghiệm và có thể là cả sai sót. Đèn vòng thì có thể dễ dàng mang theo vì bạn chỉ cần đèn dọi vào một chân đế, nhưng chúng trông không thực sự được tự nhiên và giá thành cũng đắt hơn. Nó sẽ là lựa chọn tối ưu của bạn nếu là một YouTuber trang điểm. Cách sử dụng bộ đèn của bạn. Một thiết lập ánh sáng cơ bản thường được thực hiện gồm 3 phần: ánh sáng chính, ánh sáng bổ sung và ánh sáng nền.
từ đó chất lượng ánh sáng giữa các video của bạn sẽ được đồng nhất. Ánh sáng chính phải là ánh sáng mạnh nhất và sẽ hướng thẳng vào mặt đối tượng cần chiếu sáng. Ánh sáng bổ sung sẽ giúp lấp đầy các khoảng bóng được tạo ra bởi ánh sáng chính của bạn để làm mềm và khiến chúng trông tự nhiên hơn. Ánh sáng nền sẽ chiếu vào nền của bạn để nó cũng sáng lên bằng cách hướng nó vào đối tượng cần chiếu sáng, từ phía sau, từ đó tạo điểm nhấn giúp tách đối tượng khỏi nền. Có ý thức về bóng tối. Sử dụng ánh sáng sẽ làm cho video của bạn tốt hơn, nhưng bạn cũng cần biết những gì bạn muốn hướng tới. Đầu tiên, sử dụng ánh sáng sẽ tự nhiên tạo ra một số bóng và bạn cần học cách đối phó với những cái bóng đó. Không có bóng tốt hay xấu, chỉ có ánh sáng thích hợp cho những gì bạn muốn giao tiếp bằng hình ảnh của mình. Bạn nên biết rằng, loại bóng bạn nhận được sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố, ví dụ như khoảng cách từ ô và bóng đèn, khoảng cách từ bạn và chiếc ô, góc và kích thước của hộp mềm và nguồn sáng tự nhiên. Và còn nhiều yếu tố khác, vì vậy kết quả ánh sáng tốt nhất sẽ đến sau rất nhiều thử nghiệm và kể cả sai sót. Nếu bạn chỉ muốn quay một video YouTube đẹp mắt, chỉ cần đảm bảo rằng bạn không tạo ra bóng cứng quanh mũi. Bạn cần xem xét kỹ từng video và đảm bảo rằng hình ảnh đủ sáng và trông bóng khuếch tán và tự nhiên. Hãy cố gắng thử các thiết lập khác nhau cho ánh sáng của bạn và khi bạn tìm được thiết lập phù hợp, hãy cố gắng ghi nhớ cách bạn làm để cài đặt được nó. Từ đó có thể sao chép nó cho tất cả các video sau của mình. iCamera chúc các bạn sẽ có những video thật chất lượng và thu hút. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.